Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Mặc sắc hải dương, tình hình cụ thể thế nào ta cũng chưa rõ, nhưng mà ta có thể cảm nhận được chỗ đó ẩn giấu mấu chốt để phá cục. Đến rồi. Ô Quảng, chuyện gì thế? Không biết, chỗ này hình như là từ chối mọi sinh linh xông vào. Vậy ta phải làm sao? Chờ đã, để ta xem thử. Đây nè, Ô Quảng, ta có thể qua được rồi. Sao ngươi làm được vậy? Hình như là có sức mạnh gì đó nghiệm chứng thân phận của ta, rồi cho ta qua. Nghiệm chứng thân phận? Vậy chắc là thủ đoạn của Mục. Chỗ này giấu ở sâu trong đại cấm, chắc là phòng bị cường giả của Mặc tộc xông vào, chỉ có nhân tộc mới có thể đi qua. Vậy ta vào trước. Mang theo cái này đi. Thời không trường hà. Đây là thời không trường hà của Mục. Từ quy mô và thể lượng của thời không trường hà xem ra, tạo chỉ của cô ta ở tam ngàn đại đạo không nghi ngờ gì cao hơn ta nhiều. Tiền bối, không hổ là cường giả mạnh nhất ở trong 10 vị võ tổ. Chẳng lẽ ta và cô ấy đi cùng một con đường võ đạo? Nói ra thì Mục cũng có thể ngưng tụ thời không trường hà. Cô ấy có phải cũng từng vào qua lò càn khôn hay không? Chuyện gì thế này? Không hay, tiểu càn khôn của ta đột nhiên mất liên lạc rồi. Sức mạnh cũng biến mất, chỉ có kinh lạc và một ít linh lực còn sót lại ở trong huyết thịt. Không lẽ ta sắp trở thành cửu phẩm đầu tiên chết đi, đầu tiên tế chết? Dừng. Có người, sẽ có một ngày bầu trời lứt ra một vết, một người từ trên trời rơi xuống, thắp sáng huy hoàng của quang minh, xé lát phong tỏa của hắc ám, chiến thắng kẻ địch cuối cùng. Người đến đó là ai? Là Thánh Tử Đại Nhân. Thánh Tử Đại Nhân xuất hiện rồi, hộ pháp của thần giáo Tả Vô Ưu. Các ngươi dẫn hắn đi trước, ta cắt đuôi. Giáo đồ của thần giáo Trình Hải, giáo đồ của thần giáo Lưu Tập. Dạ. Đến rồi. Chuyện gì thế này? Thế giới này áp chế ta dữ dội như vậy sao? Cẩn thận. Giờ ta chỉ có thể sử dụng tu vi tương đương với chân nguyên cảnh.